FPT Camera nhận hai giải thưởng Sao Khuê 2024. Hai sản phẩm trong lĩnh vực camera an ninh ứng dụng AI của FPT Telecom được vinh danh tại Sao Khuê 2024. Trong đó đã có một giải pháp đạt 5 sao. Thông tin công bố tại lễ công bố và giao thưởng Sao Khuê 2024. Chương trình tổ chức bởi Hiệp hội Phần mềm và Công dịch vụ Công tiện Thông tin Việt Nam, Vilasa. Năm nay có 169 sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp được trao giải. FPT Camera có hai sản phẩm giành giải Sao Khuê 2024, gồm nền tảng Cloud Camera AI và giải pháp Camera AI Retail. Đặc biệt, nền tảng Cloud Camera AI xếp hạng 5 sao. Cả hai sản phẩm đều thuộc lĩnh vực an ninh an toàn, cảnh báo thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, nhóm cộng đồng và người dân. Cloud Camera AI được xây dựng phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, Cloud Computing và trí tuệ nhân tạo AI. Toàn bộ sản giải pháp đều cho các kỹ sư FPT Telecom thuộc FPT tập đoàn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á và top 3 nhà cung cấp viễn thông tại Việt Nam thiết kế và phát triển. The Cloud Camera AI Platform offer many products to help optimize smart security, experience for the household, business and government, support monitoring and measure of security from urban to rural area. Encryption end-to-end encryption technology with Tier 3 standard data center location in Vietnam help data to be stored and managed safely and securely. The platform support handling complex AI problems such as face recognition. Bộ giải pháp có khả năng mở rộng kết nối tương thích với nhiều nền tảng an toàn, an ninh, chuyển đổi số trong nước lẫn quốc tế như trung tâm điều hành IoT, Thanh Hóa S, Huế S, Google Home, Samsung SmartThings và Tua. Dựa trên nền tảng Cloud AI, FPT cung cấp giải pháp an toàn FPT Camera AI Stone cùng ứng dụng quản lý giám sát thông minh cho chuỗi doanh nghiệp bán lẻ thông minh. Sản phẩm Made in FPT ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, cloud computing, trí tuệ nhân tạo AI và phân tích, xử lý dữ liệu video, giải pháp giúp đảm bảo an ninh, tăng cường hiệu suất của cửa hàng. Hệ thống còn có tính năng đánh giá hiệu suất, tối ưu nguồn lực và quản lý đa điểm.